Thầy xin chào tất cả các em học sinh thân yêu của thầy nha. Thì trong video hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ bài chấm các em ha, bài chấm của mỹ thuật 1 nha. Thì mình cũng chuẩn bị bông tăm các em ha. Bông tăm thì ở này thầy sử dụng màu nước nha, tại vì mình dùng màu nước thì mình trồng màu được, còn nếu mình sử dụng sáp màu thì mình không có trồng màu được. Thì các em có thể là sử dụng màu sáp tùy thích ha, hoặc là mình sử dụng màu nước như thầy. Giờ bắt đầu chúng ta thực hiện nha các em. Rồi, đầu tiên là thầy vẽ cái đầu con chó này ha. Mình vẽ các cái bộ phận chính mình ghép lại ha. Rồi cái mình nó hình bầu dục nha. Rồi. Đó, cái mình hình bầu dục. Và tiếp tục mình vẽ hai cái chân trước nè. Đó, nó hơi gian hơn chút xíu ha, vẽ đơn giản như thôi. Rồi, cái chân nữa ha. Đó, nếu không thì các em vẽ bằng nét thẳng mình khỏi, cái chân mình khỏi sử dụng nét cong ha, tùy khả năng của mình ha. Rồi, cái chân sau của nó. Rồi mình vẽ những nét cơ bản như thôi. Rồi vẽ thêm cái mỏ vào ha, lưỡi, cái cổ, rồi vẽ thêm cái lỗ tai nữa nè. Đó. Đó thì nó ra cái hình con chó rồi đó. Vẽ cái nơi cho đẹp cho các em ha. À, các em thấy cái đẹp không? Đó, vẽ thêm mắt vô. Rồi bây giờ thầy sử dụng bút lông, thầy sẽ vẽ những cái nét chính lại ha. Đó, mình vẽ cái nét chính cho nó ra cái hình con chó ha. Rồi mình viền nhắc lại, nét nào không cần thiết bằng nét chì lúc đầu mình bỏ đi nha. Đó, mình vẽ nét đơn giản vậy thôi. Mình có cái khung hình chính rồi, mình vẽ rất là dễ. Rồi, cái hai chân trước. Nếu mình vẽ nét cong có chân nó khó thì mình vẽ thẳng thôi, vẽ đơn giản thôi. Cái này thầy vẽ có sử dụng nét cong ít ha, những nét lượng ít thôi. Rồi cái mình á, rồi cái chân phía sau đó. Chó đang ngồi các em ha. Rồi này, cái đuôi thầy không có vẽ nha, tại nó phía trong mình không thấy. Nếu các em vẽ muốn ló lên chút xíu cũng được. Rồi vẽ thêm mặt trời, đây mình vẽ cái thức ăn cho nó ăn này ha, cái tô, cái tượng gì cho nó ăn ha, cái dụng cụ cho chó ăn đó. Rồi tiếp tục phía trong thì vẽ dài cái bụi cỏ cho nó cân cái bút cục lại cho nó cân đối ha, đẹp ha. Để trống nó cũng không đẹp lắm. Rồi vẽ bên đây một bụi nữa. Nếu mình vẽ hai bụi thì nó giống nhau không đẹp nha. Rồi bắt đầu mình vẽ màu ha. Thầy sử dụng màu nước thầy màu đậm ha, màu đỏ thì vẽ hết cái thân con chó luôn. Cái ưu điểm màu nước là mình chút xíu mình trồng màu các em, mình chấm màu lên ha, trồng lên thì được. Còn nếu mà các em mình sử dụng màu sáp á, sáp màu á, thì các em nào biết kỹ thuật trồng màu thì chúng ta trồng mới được ha. Thường ta vẽ bằng sáp màu thì chấm màu, người ta không có sử dụng màu nền lót ở trong, chỉ chấm lên chiếc trắng thôi. Còn ở đây màu nước thì thầy sử dụng màu đậm của thân con chó ha. Rồi cái màu nhạt là thầy sử dụng màu vàng nha. Thầy sử dụng màu vàng thì vẽ cái nền đó nè, cái nền bột trời các em. Thì tiếp tục cứ vậy mình phủ lên hết đi ha. Mình lấy cái cọ mảng bự các em, mình vẽ cái mảng màu nó lớn nó nhanh ha, còn cái cọ nhỏ mình vẽ nó lâu. Cái cọ thì vẽ nó còn hơi nhỏ, nó to hơn chút xíu nó cũng được, mà mình khó điều chỉnh lắm ha. Rồi cái này thì tua nhanh các em xem chứ vẽ cái tốc độ nó không nhanh như vậy đâu các em nha. Chứ nếu mà thầy không tua nhanh các em coi chán lắm, nó lâu dữ lắm nha. Rồi tiếp tục cỏ thì lấy màu xanh lá cây ha, xanh lá cây nhạt vẽ mình cỏ nè. Tương tự cái bộ cỏ hai phía bên tay phải chúng ta cũng vẽ màu xanh luôn. Còn các em có thể sử dụng màu khác tùy thích, cái này là mình vẽ màu tùy thích nha. Rồi vẽ bầu trời, trời luôn, trời đỏ ha. Rồi vẽ cái dụng cụ để chứa thức ăn cho chú chó nè. Đó, dùng màu xanh, em sử dụng một tiếng cũng được ha, mà giữ cũng được tùy thích. Cái này là thầy đã sắp xếp màu rồi, thầy vẽ những màu đậm chút xíu, thầy lấy cái màu nhạt thì chấm lên. Còn những cái mảng màu trời, thí dụ thầy sử dụng màu vàng, cái mảng đất màu vàng đi, rồi một hồi mình lấy màu đậm mình chấm lên.
Rồi bây giờ thầy chấm bầu trời nè, thầy lấy cái tăm bông nha, thầy bó lại, lấy vô thun cột lại. Thì mình chấm này cho nó nhanh thôi, chứ mình chấm mà mình miếng bó thôi thì chấm nó không có cái những cái nốt chấm nó không có đều nhau, nó nhanh á, nhưng mà nó cái khoảng cách những cái nốt chấm nó không đều. Thầy chỉ chấm cho nó khái quát thôi ha, tổng thể thôi. Còn thầy chấm sẽ chấm kỹ lại cho những cái nốt nó đều, nó sẽ đẹp hơn nha các em nha. Đó. Đó, thầy sử dụng màu đậm chấm lên cái màu đỏ nữa ha, màu xanh lam chấm lên cái nành đỏ của cái thân con chó nè, cái đầu con chó nè. Còn cái đất thì thầy chấm cái màu xanh lá thì chấm luôn ha, bó lại mình chấm lên. Nếu các em mà chấm từng nốt á thì nó rất là đẹp, nó đều nữa ha, khoảng cách nó rất đều, rất đẹp. Còn nếu mình bó như thế này nè, mình chấm thì có thể là nó bị trùng nhau á, có những cái chỗ mà nó có đốm màu rồi tiếp tục nó bám màu nữa thì nó không có đều, những cái khoảng cách của những cái nốt chấm nó không đều ha. Thì do cái kỹ thuật của mình thôi, các em chấm làm sao mà cho nó đều, cố gắng chấm nó đều thì nó đẹp rồi đó. Bây giờ thầy thấy nếu mà chấm mình bó cái tăm bông lại thành một bó thì chấm không đều. Bây giờ thầy chấm từng nốt nè ha, từng nốt chấm này cho nó cách đều nha, nó mới đẹp nha. Đó, chấm như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi thầy sẽ dặm thêm màu khác lên nè, cái màu trắng thì pha với màu xanh lam để chấm điểm lên cho nó rõ lên ha. Đó, thì cái hình nó sẽ nổi bật hơn nha. Thì trong những cái hình này nè, các em có thể chấm nhiều màu trên một hình ha, có nhiều sắc độ khác nhau, thì màu nóng màu lạnh khác nhau ha, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu chúng ta chấm một màu một thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không đẹp lắm, nó sẽ không nổi bật lắm đó. Thì do cái cảm nhận màu của mỗi em thì chúng ta có thể là sử dụng nhiều màu khác nhau, đậm nhạt khác nhau mình chấm lên. Rồi đó, thầy thấy hình chú chó này chưa rõ nè, thầy sẽ chấm nét đen lên ha, nét màu đen á, chấm tạo thành cái nét chấm đen đó, cho nó rõ là nó sẽ nổi bật hơn đó. Bây giờ các em thấy là chú chó gì hiện bây giờ nó rõ lên đây nè, đó cái đường nét nó rõ lên này ha. Các em thấy chú chó rất là dễ thương xinh xắn ha. Rồi tiếp tục như thế. Cái này thầy chấm cũng nhanh á các em, cộng với phần thầy tua cho nó nhanh thêm á. Nếu mà cái bài này mà các em mà chấm cẩn thận thì nó lâu ha, nó lâu, nhưng mà cái bài chúng ta rất là đẹp đó. Mà những cái nốt nó chấm thì nó khoảng cách nó bằng nhau nữa, nó khoảng cách nó cách đều nhau, nó đẹp ha. Còn nếu mình chấm mà gấp quá, nhanh quá thì có những cái nốt chấm á nó chồng lên nhau, rồi có những cái nốt mà nó xa quá hoặc có những cái nốt chấm nó gần quá thì cũng không đẹp ha. Thì cái nó do cái kỹ thuật của mình thôi ha. Thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta thực hiện sao mà chúng ta chấm những cái nốt cho nó đẹp ha. Thì trong bài cũng thể là có kết hợp những cái nốt chấm to hoặc là những cái nốt chấm nhỏ ha, chúng ta phối hợp với nhau nó càng tốt. Nếu không thì chúng ta chấm những cái nốt bằng nhau cũng được, tùy thích ha. Thì phối màu ha, cái phần phía trước ức á, chú chó thì sử dụng màu nó hơi nhạt hơn để cho nó rõ lên ha. Mình thấy cái phần nào gần, cái phần nào xa ha. Rồi cái bụng con chó thì nó nằm xa vào trong thì thầy sử dụng màu đậm á, thầy chấm để các em biết cái bụng nó nằm ở phía trong ha. Đó. Rồi chấm mặt trời nè, chấm màu đỏ, chấm mặt trời vô. Nãy thầy nói lộn ha, mặt trời nãy này thì vẽ màu cam á các em. Bây giờ thầy thấy màu đỏ chấm xung quanh nè, rồi màu vàng thì chấm ở chính giữa ha, cho nó tạo cái độ sáng. Rồi thì chấm cái tia nắng ha, cái tia sáng của mặt trời các em ha. Ừ.
Thì không phải mà cái bài này chỉ áp dụng ở lớp 1 nha các em, có thể là những em lớp 2 nè ha. Thì mình lên những cái lớp lớn có thể mình sử dụng cách này, lớp 3, lớp 4, lớp 5 hoặc là những lớp trên nữa, 6, lớp 7 mình áp dụng những cách này rất là hay các em ha, rất là sáng tạo, chứ không phải mà cái bài này chỉ là dành cho lớp 1 nha, không phải vậy nha. Đó. Thầy chủ ý là cái hình chính là chú chó nha các em. Bởi vậy thầy sẽ tạo cái màu sắc cho nó đậm rất là rõ nha. Còn những cái hình phụ xung quanh, thí dụ như là cỏ nè nha, nền đất nè, thì thầy sẽ sử dụng màu hơi nhạt hơn để nó làm rõ được cái hình con chó nổi bật lên. Còn nếu mà thí dụ mà các em mà cái cỏ màu xanh đó các em sử dụng màu khác cũng được, màu đậm hơn cũng được nữa. Nhưng mà nếu mình sử dụng màu đậm nhiều quá thì cái hình chính con chó nó không có rõ lắm đó. Bởi vậy thầy sẽ dùng những màu nhạt đó, thầy sẽ chấm lên cỏ ha, nhạt hơn cái những cái nốt chấm lên thân con chó. Rồi những cái nốt chấm mà ở dưới đất á, thầy cũng sử dụng màu nhạt hơn những cái nốt chấm trên cái thân của con chó ha, để cho hình con chó là hình chính nó sẽ rõ nó bật nha các em, lưu ý ha. Chứ trong tranh mà cái hình nào các em cũng chấm màu đậm hết thì nó sẽ nhìn không thấy gì hết, nó không thấy hình chính ở đâu, mình không biết hình phụ là hình nào nữa ha, sắc độ nó bằng nhau quá nó cũng không đẹp nha. Rồi chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta hình nào chính thì chúng ta sẽ chấm màu nổi bật cái hình đó nha. Rồi tiếp tục thì sẽ pha cái màu đỏ, thì chấm thêm ở dưới cái nền đất nè, tại vì ở trên nó có sắc độ đỏ, trong thân con chó cũng sắc độ đỏ nữa, có phải không đó. Thì mình chấm cho cái màu nó cân lại nha các em ha, nó cân màu lại, ở trên có sắc độ đỏ thì mình cũng phải lấy cái màu ở phía trên á, mình chấm ở phía dưới nha. Rồi ở trên cái thân con chó cũng có sắc độ xanh nữa thì mình cũng dùng cái sắc độ xanh đó mình chấm xuống cái nền ha, cái nền đất ha, để cho cái màu nó hài hòa, nó cân lại ha. Thấy vẽ theo cách này là rất thú vị các em ơi ha, rất thú vị. Thì theo cái chương trình thay sách lớp 1 áp dụng hồi năm 2020 là năm rồi các em ha, thì mới có cái cách vẽ chấm như thế này. Còn những cái chương trình cũ lúc trước thì nó không có ha. Thì thấy cách vẽ này cũng hay, bằng những nét chấm ha, tạo hình rất là sinh động ha, lạ nữa. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng màu xanh lam thì thay với trắng nè, chấm thêm cái mặt đất nha, chấm thêm cho cái màu nó hơi xanh hơn tí xíu nữa nha. Rồi cái bài chúng ta đã gần hoàn thành rồi các em ơi. Rồi đó, giờ thầy chỉnh sửa lại. Rồi cái bài chấm ở mỹ thuật 1 đến đây là hết rồi các em ơi. Thầy đã hướng dẫn cho các em xem các bước ha. Thì thầy cũng chúc các em vẽ tốt nha. Rồi luôn học giỏi chăm ngoan nha. Xin chào tạm biệt các em nha. Hẹn các em ở video sau.